Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của Trung Vlog nha. Hôm nay thì mình sáng sớm mình đi bắt đấy, mình bắt được mấy con này, kiểu con sò huyết này, con sò kéo này anh em ạ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chế biến một món ẩm thực sinh tồn ở ngoài biển này luôn, mình nấu ăn ngoài biển này luôn đấy anh em nhé. Đây thì mình đã chuẩn bị vài củ sả ở đây rồi, và mình cũng chuẩn bị một công cụ rất cần thiết để cho cái buổi sinh tồn ngày hôm nay, đó là chiếc chảo này anh em nhé. Đấy, chiếc chảo mình là từ thời ông tổ để lại anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ nấu ăn ngoài biển luôn anh em nhé. Đấy, anh em xem này, con kéo rất là to nhá. Bây giờ mình sẽ chất bếp và nấu ở ngoài biển này luôn. Đấy, xả trước này, ok nhá. Ok anh em nhá, ở đây gọi là, đây là con kéo ở ngoài biển này anh em này. Đấy, anh em thấy không, những con rất là to luôn nhá, kiểu như là nắng quá nó cũng há mồm ra đấy. Con gì nắng cũng há mồm, kể cả mình nắng nó cũng há mồm nó anh em ạ. Đây anh em nhá, đây là những con kéo mình ngoài biển này, to lắm anh em. Tí mình sẽ luộc lên, không phải mình nấu kiểu là mình nấu kiểu ấy đấy. Đấy, con này có cồn đấy, nó ở những cái cồn ngoài đảo xa kìa anh em nhá, ngoài đảo xa, ngoài những cái đảo kia có những cái cồn ngoài kia kìa nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người đón xem video của mình, nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Đấy, chảo để tí nữa mình nấu luôn ở ngoài đây, xả đây, xả nhà cả đi đây. Đấy, mọi người ơi, sò gần chín rồi nhé mọi người nhá. Chúng mình cứ gọi con này là con sò đi, bởi vì là nó nhìn giống con sò, mấy cả nó cũng họ với con sò ấy. Nhiều địa phương khác người ta gọi kiểu khác, nhưng mà thôi mình cứ gọi chung chung là con sò đi, sò biển, gọi thế cho nó nhanh. Đấy, đây này, con gần chín rồi anh em nhá, há mồm ra rồi đây này. Đấy, bếp đang rất sôi, là nửa đang cháy rất đượm nhá. Đấy mọi người ơi, ngon lắm mọi người ơi. Mọi người mà đến thì mình sẽ mời mọi người ăn món sò biển kiểu này nhá mọi người. Nóng quá, nóng quá. Bên này còn nóng hơn. Không có phun mọi người ạ. Đây là bát nước chấm mà mình đã chuẩn bị ở nhà, mình cầm đi rồi nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy mình có chu đáo không mọi người? Đây, nước chấm này rất là ngon, chuyên để chấm các loại đồ biển này, ngao sò ốc hến nhá. Đấy, nước chấm đấy. Ui, chảy hết xuống đây rồi. Ngon, ngon mọi người ạ. Ô mọi người ơi, như vậy là hình như là sắp chín rồi đấy mọi người ạ. Nước sôi sùng sục mà cháo hết ra ngoài rồi mọi người ạ. Ui này. Ui mọi người ơi, ngon chưa? Ui mọi người ơi. Đấy, mọi người đã ăn uống ngoài biển kiểu này bao giờ chưa? Ui thôi, ngon quá mọi người ạ. Bắt ra thôi mọi người. Ui, nóng quá. Thơm, nó ngon, nó bổ. Đây là một non bia. Nóng quá mọi người ạ. Wow, hấp dẫn chưa mọi người ơi. Cái chấm này nóng quá, bếp này vẫn còn nóng nữa.
Ôi ngon quá mọi người ạ. Ôi chất lượng luôn mọi người ơi. Mình mời mọi người ăn cùng mình nhá. Ôi chất lượng luôn này. Wow. Cả buổi tối đi bắt mới được mấy con sò kéo này đấy. Cứ gọi của nó là con sò mọi người nhá. Mọi người thấy không? Ngon không? Ngon nhỉ. Ôi tùa quá. Tùa lắm mọi người ạ. Ôi nước chấm này. Ôi giời ơi. Mời tất cả mọi người ăn cùng mình nhá. Mọi người thấy video của mình hay nhớ ấn đăng ký kênh cho mình nhá. Mình cứ gọi con này con sò kéo đi. Con sò đấy cũng được anh em nhá. Nó dai, nó thơm, nó ngon, nó ngọt mọi người ạ. Làm con nữa xem nào. Nước chấm ngon lắm mọi người ạ. Nhiều quá mọi người ạ. Hôm qua đi bắt ở Cồn ấy. Được nhiều. Mời mọi người. Mời mọi người nhá. Wow. Ngon quá. Sò kéo này ngon lắm. Đây mọi người. Con này nó khác con sò kia nào có như kiểu nó ăn mấy con rong rêu ấy mà nó có cái bám ở đây này. Kiểu như kiểu cái kéo như con này mà. Sò kéo này. Đấy. Như những con này là còn tươi và mẩy nhá mọi người nhá. Không còn sống này. Nước chấm thần thánh mình chuẩn bị ở nhà đi rồi này mọi người. Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người đi biển nếu mà tối đi biển thì inbox cho mình dẫn đi biển nhá. Bắt những con kéo kéo này phải ăn uống bia ngon lắm mọi người ạ. Nước chấm này cũng ngon nữa, dai ngon, nó thơm, nó bổ, nó béo mọi người ạ. Đấy. Đấy. Nó béo mọi người ạ. Ngon. Thơm ngon bổ dưỡng ấy. Bổ béo. Mời mọi người hớp bia nhá. Biển rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, ở ngoài kia có một chú đang đi đánh cá ngoài biển kìa mọi người. Đấy, chú đang đánh cá ngoài biển đấy. Mọi người ơi, mình thấy cái thời lượng video nó cũng khá là dài rồi đấy. Thì nếu mà mọi người cảm thấy video của mình hay và thú vị thì đừng tiếc một like, một share, đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ mình chào tạm biệt mọi người. Vẫn còn một nhiều lắm mọi người ạ. Ăn con này nhanh no lắm mọi người ạ. Đấy thì các bạn cảm thấy video của mình hay nhớ ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.